Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực quận 6, phường 8 quận 6. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm 177 đường Vân Thân, phường 8 quận 6, nằm gần chợ Bình Tiên, khu vực chợ lớn, ủy ban nhân dân quận 6 mình nha anh chị. Đó là đây là con hẻm vào nhà của mình ha. Ở đây mình chạy thẳng ra ngoài đầu đường là hẻm 177 đường dân Thân, gần trường tiểu học Nhật tảo nha anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà à, có kích thước ngang đó là 4 m và chiều sâu vào là 4 m. Nhà này à, nằm ở quận 6 có kết cấu là một trệt và một lầu được hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị, không lôi hoạch lộ giới hẻm giới gì hết ha. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này chỉ một, chỉ uh, 950 triệu thôi nha. Giá này uh, bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh ha. Sổ Hồng Hoàng Công. Nhân sẽ quay chi tiết sổ cho anh chị mình xem. À, đây là vị trí trước uh, hẻm uh, nhà của mình nha anh chị. À, anh chị mình quan tâm tới căn nhà này uh, thì uh, sau khi xem hết video hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39. 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành trước khi vào vị trí căn nhà thì nhân sẽ quay sổ cho anh chị mình xem và hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha ở căn nhà có địa chỉ là 177 xẹt 41 đường dân thân phường 8 của quận 6 ha và đây là sổ của căn nhà mình nè anh chị đó, sổ của căn nhà mình ha 177 mươi 41 đường Văn Thân phường 8 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha diện tích đất của mình nè và địa chỉ căn nhà à, nguồn gốc xuất xứ ha mục đích sử dụng ha anh chị và đây là cái thông tin quy hoạch của căn nhà mình ha nhưng sẽ chết cho anh chị mình coi mình xem luôn đó thì uh, nhà mình nằm ở ô đất màu vàng là khu dân cư hiện hữu nha một khu không lôi hoạch lộ giới hẻm giới không thể hiện trên đây luôn ha nhân sẽ cho anh chị mình xem cái thông tin phường nè đó ở đây là quận 6 phường 8 số tờ là 35 số thửa là 50 ha anh chị ở diện tích đất mình được công nhận thực tế thì mình sử dụng nhiều hơn nha được tới 15 m vuông đất luôn nha anh chị rồi đây là cái cái phần kéo xuống dưới cho anh chị mình xem đó là ô chức năng này ha chức năng sử dụng mình đất khu dân cư hiện hữu ha diện tích là 15 mét vuông nha anh chị rồi tiếp tục mình review bên trong căn nhà cho anh chị mình xem ha hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình hiện tại nhân đang đứng trước hẻm của căn nhà mình nè chiều ngang của căn nhà này á là 4 m và chiều sâu và tới vị trí bên kia là được 4 m ha sổ hồng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên thôi. nè nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu trần nhà cao ráo sạch sẽ ha ở à, xung quanh thì chủ ốp tường cao lên tới một m hai nha anh chị à, xung quanh thì chủ ốp tường cao ráo lên hết ha đèn thì uh, sử dụng đèn led hết trần nhà đóng la phong xài đèn led hết nha anh chị có để là cho anh chị mình cái trang thờ nè cửa thì uh, sử dụng cửa lùa nha anh chị à, cửa lùa tường đã ốp cao lên một m hai rồi và anh nhân nhân thấy trần nhà này thì cũng cao ráo sạch sẽ nhà thì đèn sáng sủa ở khu vực khu dân cư hiện hữu chỉ có 950 triệu thôi nha anh chị 950 triệu thôi ha ở giá này vẫn còn bất lọc thêm cho anh chị mình mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại của nhân trên màn hình ha và hãy chia sẻ video này để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha nhưng thấy căn nhà này giá cực kỳ rẻ luôn chỉ 950 triệu mình sở hữu một căn nhà sổ hồng hoàng công ha ở đây là không gian nhà vệ sinh của nhà mình ha. Dưới chỗ này thì có làm cái trường nước để cho anh chị mình có xài máy giặt khi mình giặt đi ngủ với đổ đây. Đó, xài máy giặt ở đây ha. Ở đây thì cái không gian phòng khách của nhà mình ha. Rộng rãi. Dưới vị trí này thì có làm cái nhà vệ sinh ngay chân cầu thang luôn nha. Đó, sổ hồng hoàng công nha anh chị. Đó, sổ hồng hoàng công ha. Đó, dưới 1 tỷ ha anh chị. Ở cửa thì sử dụng cửa lùa. Cửa lùa ngang qua. Đó, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha, sử dụng đồ inox hết nè, tường ốp cao ráo lên tới trên. Đó, tường ốp cao ráo lên tới trần luôn nha anh chị. Ở trên chủ cũng đóng lao phòng. Mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Đó, dưới 1 tỷ mình sở hữu một căn nhà nằm ở quận 6, phường 8, gần chợ Bình Tiên, Đó, khu vực chợ lớn, sát bên quỹ ban quận luôn, gần trường uh, tiểu học Nhật Tảo. Ở cầu hang thì cầu hang sắt mình đi lên ha anh chị, cầu hang sắt mình đi lên đó mình xem là không gian dưới trệt của mình này ha nó rộng rãi hướng nhà của mình là hướng nam nha anh chị hướng nhà của mình là hướng nam ha ở khu dân cư hiện hữu hết anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp thì mình liên lạc với nhân để xem và nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha đó, 950 triệu ha ở trên đây thì có làm cái tủ nhỏ chỗ này đó, cái cửa ha cái cửa để mình mở ra lấy không cái gió từ bên ngoài vào căn nhà mình có cái hẻm hông bên hông nữa nên uh, mình mở thêm cái cửa chỗ này Đó, ở trên đây thì cũng cao ráo sạch sẽ ha anh chị ở trên đây cũng đóng la phong mình được hai phòng ở trên này ha mình được hai phòng nhỏ trên này ở cầu thang đi xuống nè anh chị Đó, cái lối đi thì cũng uh, qua hai phòng cũng rộng rãi đây cái phòng ngủ thứ nhất của mình nha Đó, có bàn học và một cái giường Đó, ở trên thì uh, xài đèn led xuống nha hướng nhà của mình là hướng nam nha anh chị một trệt và một lầu Đó, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nằm ở phường 8 của quận 6, nằm gần chợ Bình Tiên khu vực chợ lớn Đó, khu vực chợ lớn ha chợ Kim biên giáp gần với lại quỹ quan nhân dân quận ha anh chị Đó, đây là phòng ngủ thứ nhất của nhà mình ha lối đi rộng rãi qua phòng bên đây cũng còn rộng rãi nè Đó, cửa thì sử dụng cửa lùa hết ha cả hai phòng thì mình sử dụng cửa lùa hết và ở đây có một cái giường sẵn vô cho anh chị mình luôn ha Đó, có ổ điện sẵn hết trần nhà cũng cao ráo Đó, mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên hỏi uh, lo lắng về vấn đề pháp lý của căn nhà mình ha Đó. không gian bếp thì mình dài lên vị trí không gian tầng 1 này ha Đó, đây có đường nước sẵn đây cái bồn rửa sẵn sàng ha Đó, bằng inox ha anh chị ở không gian bếp ở ra ngoài đây. mình có con em đi học thì mua căn nhà này cho nó ở thì khỏi cần phải khê phòng trọ ha anh chị. một trệt và một lầu hai phòng ngủ nha. Và một nhà vệ sinh. Nằm ở khu vực phường của 8 của quận 6 ha, nhân có quay sổ hết cho thông tin cho anh chị mình xem. À nếu mà thấy phù hợp với anh chị mình á thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha. Căn nhà này thì ở hẻm là 177 xẹt 41 đường Văn Thân ha anh chị. Phường 8 của quận 6 ha, nằm ở khu vực chợ lớn gần chợ Kim Biên ha anh chị. Đó, đây có cái cửa sổ nè. Đó, đó lối vào của nhà mình nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình nha. Chỉ có 950 triệu thôi. Mình sẽ uh, mua được căn nhà nằm ở khu vực của quận 6 luôn, phường 8 ha. Pháp lý thì sổ hồng Hoàng Công, mua bán ký công chứng sang tên, hướng nhà là hướng Nam. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha anh chị. Và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình. Để bạn bè, người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha. Và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Đó, giá dưới 1 tỷ là quá ngon lành luôn nha anh chị họ khó tìm được căn thứ hai Đó. rồi cầu thang mình đi xuống nha cầu thang mình đi xuống không gian phòng khách thì cũng được vừa vắng thì mình để xe gọn gàng chỗ này Đó, ăn nhiều ở bao nhiêu nha Đó. có một nhà vệ sinh sạch sẽ dưới này gọn gàng hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu anh chị thấy phù hợp ha qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn khi nhân up video lên thì anh chị là người đầu tiên nhìn thấy được bất động sản này ha ở bên hông của hẻm nhà mình nè à. ở bên hông của hẻm nhà mình nha à. cao ráo và đây là địa chỉ của căn nhà mình ha à. rồi nhân xin chào hẹn lại anh chị ở video quay nhà lần sau